ra được một cái sản phẩm từ gỗ thì đòi hỏi rất là công phu và tỉ mỉ nha mọi người. Chính vì vậy mà những cái sản phẩm tại shop Mỹ Nghệ Tâm Phúc luôn luôn được chỉnh chu và đầu tư về cái chất liệu gỗ cũng giống như là hình dáng ban đầu của nó nha mọi người. Ví dụ như điển hình đây là cái hình dáng của con chó này. Đó, bên Tính được lắp ghép từ những cái miếng gỗ tự nhiên nha. Miếng gỗ tự nhiên mọi người nhìn này, còn mắc cây luôn. Và những cái này được thợ của bên Tính làm và kỹ xảo thành một cái con giáp cực kỳ đẹp ha. Đó, đây này, cái này là chính vì vậy nên các bạn mà nhỏ muốn sử dụng hoặc là các bậc phụ huynh muốn đặt tặng cho con mình những sản phẩm mà để móc treo trên ba lô, túi xách, xe đạp thì mọi người đặt những cái sản phẩm như này tặng cho con mình nha. Rất là đẹp, rất là dễ thương và có một cái đặc biệt là bên Tính sẽ hỗ trợ khắc tên của con đằng sau này miễn phí nha. Đó, mọi người thấy không, gỗ tự nhiên nên nó có luôn cái mắt cây luôn nè. Mọi người yên tâm sử dụng cho con mình nha. Các bậc cô thầy cô mà tiểu học mà trung học gì đại học gì muốn tặng cho các bạn sinh viên hay gì đó thì cũng cái sản phẩm này cũng rất là cute mà để dành tặng cho các bạn sinh viên nha. Những cái sản phẩm móc khóa móc treo tại shop luôn được ưu tiên là những cái sản phẩm gỗ tự nhiên và các bạn sẽ sử dụng rất là bền, đồng thời là những cái sản phẩm này nó có một hình dáng rất là đặc biệt là làm được từ những cái con vật dễ thương của ta á mọi người, nên anh chị mà muốn đặt tặng những cái sản phẩm này cũng rất là ý nghĩa nè. Và khi mà đặt hàng thì bên Tính sẽ khắc tên cho quý thầy cô cũng giống như quý phụ huynh ha. Đó, ví dụ như chúng ta tặng cho con mình một cái hình tuổi con gà đi, ví dụ con mình tuổi con gà thì các bạn sẽ được khắc tên của con, ví dụ như Thí Vi hoặc là gì đó lên trên đằng sau này. Đó, bên Tính sẽ khắc tên miễn phí nha. Đó, con gà rất là dễ thương nè. Có đầy đủ, có 12 con giáp đầy đủ luôn nghe mọi người. Đó, anh chị muốn thích lấy con nào thì bên Tính sẽ khắc tên ha. Bên Tính cũng có bán lẻ luôn và đặc biệt là bên Tính muốn tìm những cái nhà phân phối và phân phối những cái quà tặng Việt Nam. Bán quà tặng thì muốn liên hệ với Tính để mà cung cấp những cái dòng sản phẩm từ mỹ nghệ như thế này thì mọi người nhắn tin cho Tính nha, để Tính tư vấn cho cặn kẽ hơn. Còn những anh chị mà muốn đặt quà tặng thì nhiều món quà ở shop lắm. Tính trước giờ Tính quay rất là nhiều các sản phẩm, ví dụ như bút viết, móc khóa hay gì đó, thì anh chị mà ai theo dõi kênh của Mỹ Nghệ Tâm Phúc rồi thì mọi người sẽ thấy rất nhiều các sản phẩm quà tặng. Đó, mọi người tham khảo ở trong kênh nha, nhớ follow kênh Mỹ Nghệ Tâm Phúc nhé cả nhà. Sản phẩm thì không thiếu đâu, nhiều lắm luôn. Ví dụ đây con mèo nè, anh chị có thể đặt tặng con mèo cho con nè. Đó, những cái móc treo như thế này các bé có thể treo ba lô túi xách đến trường nha. Bên Tính ưu tiên làm những cái gỗ tự nhiên nha mọi người. Đó, ưu tiên làm gỗ tự nhiên và ghép thành một cái con vật rất là cute. Đó, mọi người thấy không? Ví dụ đây là con khỉ nè, con khỉ cũng rất là dễ thương ha. Đó, heo nè mọi người. Những cái sản phẩm này nó sẽ có những cái hình dáng khác nhau á, nên có thể to hơn hoặc nhỏ hơn, ví dụ như con ngựa nó nhỏ hơn một xíu nhưng mà vẫn có thể khắc tên được luôn nha. Anh chị cứ đặt tặng cho con mình, bên Tính sẽ khắc tên miễn phí lên trên cái móc treo như thế này ha. Đó, bên Tính có ship code toàn quốc luôn, anh chị cứ đặt hàng nhắn tin qua số của Tính nha, Zalo gì đó thì bên Tính sẽ tư vấn cho mọi người cặn kẽ những cái món quà tặng tại shop nha mọi người, từ bút viết, móc khóa cho đến những cái dòng sản phẩm cao cấp như là hộp khăn giấy từ gỗ hương hay gì đó thì mọi người cứ nhắn ha. Bình giữ nhiệt, kệ để điện thoại vân vân, rất là nhiều các sản phẩm quà tặng và làm được từ những cái loại gỗ khác nhau, nhưng mà bên Tính sẽ làm gỗ tự nhiên ha, ví dụ như gỗ thật chứ làm không có làm ván ép. Thì anh chị cứ mạnh dạn đặt hàng và sử dụng những cái sản phẩm từ gỗ của Việt Nam nha mọi người nha. Follow kênh để mình tìm những cái sản phẩm đẹp xinh chất lượng ha mọi người. Bye.